Lắp nhanh cái tay lên để cho thở, khách còn lấy nào. Ơ ừ, thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây rồi gần. Nó còn không mang chìa khóa đến đây nữa. Hả? Nó còn không mang chìa khóa nữa. Không mang đấy, nhà mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. Đi ra đi là. Thế xe quay mà tự nhiên dính sơn vào cái tem đấy, nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bóc con này đây à, chứ vào kia chứ mới xe mấy con ngon lại những thứ trời. Để chứ đây để mát mẻ người ra. Hay vậy mà. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mết chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đắc đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Để sáng tha xôi. Hôm nay mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được van gà to. Con gà ấy. Chỗ bà hôm qua mình ký đi. Không, nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây làm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Như là em làm thì bạn Thắng. Thế em với lại ông người này. Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha đã yêu mang. Đây còn phát không? Hả? Rồi à? Cô đã đọc nhìn còn mở thử nha. Đi đi. Đây là mở cô hồ xếp cái mở nhỏ à. Đây là mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hải phết đi chứ. Quả quay á. Hôm qua đêm qua không chịu che là bắn đỏ lê nó lết trong mặt. Trong đây tiếng gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc bánh nha. Quên mẹ nó rồi. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp à. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được.
đó nó chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế kế blab blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi, chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, cũng đời bạn đấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Cái đầu mà giống xe bà Hằng đấy, con này giống xe bà Hằng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy thì 29 đúng không? Mấy cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. Bọn của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà Hằng, tại vì mình thấy là bà Hằng có lâu không? Mà bà Hằng muốn lại nên là nó cũng sẽ là... Mày nghĩ là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây là gần. Nó còn không mang chìa khóa đến đây nữa. Hả? Nó còn không mang chìa khóa nữa. Không mang đến nhà mình đồ nối dây điện mà mình chạy gì. Đi ra đi lại. Xe xe quay mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy, nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bóc con này đây à, chứ vào kia chứa mới xe mấy con ngon lại những chứ trời. Để chứa đây để mát mẻ người ra. Hay vậy nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đắc đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Cái này không có đi nổi. Cái này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Được sáng xa xôi. Hôm nay mình cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được van gà to. Con gà. Chỗ mà hôm qua mình nghỉ đi. Ờ nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây làm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Là như là em làm thì bạn. Em với lại ông người. Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Bỏ
Ừ. Như thường không biết có rồi nguyên căng tính, cái hạt đi bắt căng tính. Bắt chắc rồi. À, cứ bắt chắc là được. Cẩn thận. Cẩn thận tụt. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha đã kêu mang. Đây còn phát à? Hả? Rồi. Cô. Đang đọc nhìn nhìn. Cầm mở thử nha. Đi đi. Đây mở cô mở xét cái mở nhỏ à. Đây đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại thế đi chứ. Quả quay á. Tối qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê nó lết trong mặt. Trong đây tiếng gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp à. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế không kế. Blab blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, cũng đời bảo hàng đấy. 25 25 á, con là 27, 28 à, 27. Cái đầu kia mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời này 29 tháng đâu. Ngày cuối 29 đầu 2 anh đầu khác, con khác. À cũng bảo của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng có lâu không? Cùng đấy. Mà bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là... Mày nghĩ là 25 cao hơn. Con này là 28. Lắp nhanh cái tay lên để cho thở khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây là gần. Nó còn không mang vừa khó đến đây. Không mang đấy nhau mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. À, đi là. Người vậy đấy. Xe. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu chứ. Lâu nó có già rồi. Bác mời. Bác con này đây nha. Tôi vào kia chứa mới xem mấy con ngon lại nhóm chứ trời. Cái gì? Để chứa đây để mát mẻ người ra. Ừ. Hay vậy nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi, nó đang mến chỗ này, để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đác đuổi nó đi rồi mà nó không ôi. Đi nổi. Không đi nổi. Đoạn này không có gì đi nổi. Đoạn này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Để sán xa xôi. Ôi là mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được vài anh gà to.
Chúng có chỗ bà hạt nhé, gió hạt rồi trời này mà. Con con gà ấy. Ôi, là phải ngồi đi ra. Cái chỗ bà hôm qua mình ý đi. Ờ, nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây làm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Là như là em làm thì mà. Em với lại ông người... Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha nợ kêu mang. Đây còn phát không? Hả? Rồi à? Tô. Đã đọc nhìn. Còn mở thử nha. Đi đi. Đây mở tôi mở xét tôi mở nhỏ à. Đây đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại thế đi chứ. Quay á. Tối qua đêm qua không chịu che là bắn đỏ lê nó lết trong mặt. Trong đây thì cái gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, có bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp à. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế kế. Blab blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Con này chắc cũng đời bà. Đúng rồi đấy, cũng đời bà hàng mấy. 25. 25 á, con này 27, 28. 27. Cái đầu kia mà giống xe bà Hằng ấy, con này giống xe bà Hằng. Thấp. Thì từ đời nãy thì 29 tháng đâu. Ngày cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. À, của bà của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. 26. Đại bà Hằng, tại vì mình thấy là bà Hằng có lâu không? Cùng đấy. Mà bà Hằng mua lại nên là nó cũng sẽ là... Mày nghĩ là 25 cao hơn. Con này 28. Lắp nhanh cái tay lên để cho thở khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây là gần. Nó còn
không mang chìa khóa đến đây luôn. Hả? Không mang chìa khóa nữa. Không mang đấy, nhà mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. À, đi ra đi lại. Thế xe quay mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bóc cái này đây nha, đưa vào kia chứa mới xe mấy có ngon lại những thứ trời. Để chứa đây để mát mẻ người dân. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Thôi cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đắc đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này không có đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Sán tha xôi. Hôm nay mình cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được vài gà to. Con gà. Cái chỗ nuôi chỗ mà hôm qua mình nghỉ đi. Ờ nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Là như là em làm thì mà. Thế mà em với lại ông người đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha nợ yêu mang. Đây còn phát không? Đó, đồ ăn. Đó đọc nhìn nhìn. Còn mở thử nha. Đi đi. Đây mở cơ mà xét cái mở nhỏ à. Đây đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại phết đi chứ. Quạt quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê ra đó cả trong. Trong đây kìa cái gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, ôi, bánh nha. Quên mẹ nó rồi. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp à. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế
Blast, blast. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Cứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, đúng rồi bà hàng đấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Cái đầu mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy thì 29 không đâu. Ngày cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. Của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng mua lâu đúng không? Mà bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây gần. Hả? Không mang đấy, nhà mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. Người vậy đấy. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bóc này đây nha. Chứ vào kia chứa mấy xe mấy có ngon lại không chứ trời. Để chứa đây để mát mẻ người ra. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mết chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Bác đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Cái này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Sán xa xôi. Hôm nay mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được vài anh gà to. Con gà. Chỗ bà hôm qua mà gì đi. Ờ nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Là như là em làm thì mà. Thế mà em mới lại ông người này. Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Cứ bắt chắc ở đây.
cẩn thận tụt. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng? Anh cha nợ kêu mang. Đây còn phát không? Đâu ạ? Đó đọc nhìn nhìn. Đó mở thử nè. Đi đi. Đây mở tôi mở xét tôi mở nhỏ ạ. À. Đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại phết đi chứ. Quạt quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn nổ lê ra đó cả trong. Trong đây việc gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, có bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào nó phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp à. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế Blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Cứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, người bà hàng đấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Có hôm em nhìn cái gì nhỉ? 27, cái đầu kia. Mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp. Thì từ đời nãy thì 29 không đâu. Ngày cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. Của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì nhìn thấy là bà hàng có lâu không? Cùng đấy. 26. Bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây gần. Hả? Không mang đấy, nhà mình đồ nối dây điện và mình chạy gì. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bóc này đây nha. Chứ vào kia chứa mới xe mấy có ngon lại nhóm chứa trời. Để chứa đây để mát mẻ người ra. Nó đùa mình chuối nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đắc đuổi nó đi rồi mà nó không đi. Không đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Sán xa xôi. Ủa là mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được vài gà to. Con gà. Ôi là cái chỗ bà hôm qua mà gì đấy.
Không, nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Hình như là em làm gì mà. Thế mà em mới lại ông người này. Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha nợ kêu mang. Đây còn phát được không? Hả? Rồi đó là nhìn. Đó mở thử ra. Đi đi. Đây mở tôi một hồ xét tôi mở nhỏ ạ. Đây đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại phết đi chứ. Quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê ra đó cả trong. Trong đây kiểu cái gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, có bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh thôi. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp à. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế. Blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Cái này chắc cũng đời bạn. Đúng rồi đấy, cũng đời bạn đấy. 27, 28. 25 á, con này 27, 28. 27. Cái đầu kia mà giống xe bà Hằng đấy, con này giống xe bà Hằng. Thấp. Thì từ đời nãy thì 29 đúng không? Ngày cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. À, của bà là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà Hằng, tại vì mình thấy là bà Hằng quá lâu không? Cùng mất. Bà Hằng mua lại nên là nó cũng sẽ là ngoài thì là 25 cao hơn. Con này 28. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây là gần. Không mang đấy, nhau mình đô nối dây điện và mình chạy gì. À, đây là
17 đấy. Thế xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bác mời. Bác con này hay à. Chứ vào kia chứa mới xe mấy có ngon lại nhóm chứ trời. Để cái chứa đây để mát mẻ nha nha. Hay vậy nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Bác đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Còn này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Ủa đây mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được vài gà to. Chỗ bà hạt nhé, gió hạt rồi trời này mà con gà ấy. Ừ, nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng, nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy, mạng phải yếu thật ấy. Làm gì thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm, còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha nợ kêu mang. Đây còn phát được không? Hả? Rồi à? Cô đã đọc nhìn mở mở kỹ nha. Đi đi. Đây mở cô mở hồ xét cái mở nhỏ à. Đây đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hải phết đi chứ. Quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê nó lết cả trong. Trong đây kìa cái gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, có bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào nó phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái công tắc đề biết chưa lắp à. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế ok, ok. Blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn.
Dòng Vision này là ông Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, người bà hàng mấy? 25 á, con này 27, 28. 27. Có hôn em gì cái gì nhỉ? 27, cái đầu kia. Mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy này 29 không đâu. Ngày cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. Của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng mua lâu đúng không? Cùng đấy. Bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây là gần. Hả? Không mang đấy, nhau mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bác mời. Bác thân này đây à. Chứ vào kia chứa mấy xe máy có ngon lại không chứ trời. Cái gì? Để chứa đây để mát mẻ nha giá. Hay vậy nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Bác đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Sán xa xôi. Ủa mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được vài anh gà to. Con gà ấy. Chỗ bà hôm qua mà nghỉ đi. Nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? Bạn Thắng. Hình như là em làm thì bạn. Cái mẹ với lại ông người này. Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha nợ kiêu mang.
Đây còn phát không? Đó. Đâu ạ? Đó đọc nhìn nhìn. Đó mở thử nha. Đây mở cô mà hôn xách cái mở nhỏ ạ. À. Đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại phết đi chứ. Quả quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê nó lết cả trong. Trong đây việc gì? Cái sao? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, có bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được nè. Công tắc đề biết thì chưa lắp ạ. Đã bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế. Blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, đúng rồi bà hàng đấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Có hôn em gì cái gì nhỉ? Cái đầu kia. Mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời này 29 tháng câu. Ngày cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. Của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng mua lâu đúng không? Cùng đấy. 26. Bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là. Mày là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây là gần. Hả? Không mang đấy nhau mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Giáp. Mời. Có con này đây nha. Chứ vào kia chứ mới xe mấy có ngon lại nhóm chứ trời. Cái gì? Để chứ ở đây để mát mẻ người ra. Ừ. Hay vậy nè. Nó đùa mình chuối nó không đi. Đâu ạ? Đuổi không đi. Rồi, nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đắc đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này không có giờ đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Sáng xa xôi. Hôm nay mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được vài gà to. Con gà. Chỗ bà hôm qua mình gì đấy. Không, nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Thì, nước mà,
Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Như là em làm thì mà. Mẹ với lại ông người này. Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha nợ yêu mang. Đây còn phát không? Hả? Rồi. Ô. Đã đọc nhìn nhìn. Mở mở thử nghe. Đi đi. Đây mở cô mở xét cái mở nhỏ ạ. À. Đây mở nghe đây ngày. Nghe đây ngày đằng hai phết đi chứ. Quả quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn đổ lê nó lết cả trong. Trong đây kiểu gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, có bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp ạ. À, bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế, kế. Blab, blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Cái này chắc cũng đời bà. Đúng rồi đấy, cũng đời bà hàng đấy. 25. 25 á, con này 27, 28. 28. À, 27. Cái đầu kia mà giống xe bà hàng ấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời này 29 tháng đâu. Mấy cuối 29 đầu 2 anh cũng một khác, không khác. À, của bà là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng có lâu rồi. Cùng đấy. Mà bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là... Mày là 25 cao hơn. Con này 28. Lắp nhanh cái tay lên để cho thở khách còn lấy nào. Ơ ừ, thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây rồi gần. Nó còn không mang gì quá đến đời nữa. Không mang đấy nhà mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. Đi ra đi là. Người vậy đấy. Xe. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu chứ. Lâu nó có già rồi. Mát. Mời. Bác thân này hơi nhờ. Chứ
vào kia chứa mới xem mấy con ngon lại những thứ trời. Cái gì? Để chứa ở đây để mát mẻ người ra. Ừ. Hay vậy nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi, nó đang mết chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đáp đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Sao sôi. Hôm nay mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được van gà to. Con gà ấy. Chỗ mà hôm qua mình ký đấy. Ờ nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Như là em làm thì bạn. Thế mà em với lại ông người đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha đã yêu mang. Đây còn phát không? Hả? Rồi. Cô. Đã đọc nhìn. Còn mở thử nha. Đi đi. Đây mở cô mở xét tôi mở nhỏ à. Đây đây mở nghe đây nghe. Nghe đây nghe đằng hại thế đi chứ. Quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê nó lết ra trong mặt. Trong đây kiểu gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp ạ. À, bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế, kế. Blab, blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, cũng lời bảo hàng đấy. 25 á, con là 27, 28. 27.
mà giống xe bà Hằng đấy, con này giống xe bà Hằng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy thì 29 tháng ngâu. Lấy cứ 29 đầu 2, 29 đầu khác, không khác. À, cũng bảo của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà Hằng, tại vì mình thấy là bà Hằng có lâu không? Cũng đấy. Mà bà Hằng quân lại nên là nó cũng sẽ là... Mày nghĩ là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho thở, khách còn lấy nào. Ơ ừ, thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây gần. Hả? Không mang đấy nhau mình đồ nối dây điện mà mình chạy gì. Vậy đấy. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bác này đây nha. Chứ vào kia chứa mấy xe máy có ngon lại những chứ trời. Để chứa đây để mát mẻ người ra. Hay vậy nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đắc đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này không có gì nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Được sáng sao sôi. Hôm nay mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được van gà to. Con gà ấy. Chỗ bà hôm qua mình dí đi. Ờ nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Là như là em làm thì bạn. Em với lại ông người đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha đã yêu mang. Đây còn phát không? Hả? Rồi à? Cô đã đọc nhìn còn mở thử nha. Đi đi. Đây là mở cô mà xếp cái mở nhỏ à. Đây mở ngay đây nghe. Ngay đây nghe đằng hại thế đi chứ.
quay á. Hôm qua đêm qua không chịu che là bắn đổ lê nó đó cả trong trong đây kiếm gì thấy sao vậy? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy, bắt đầu là đã có yếm, có sóc, bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À, có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được thế nào. Công tắc đề biết chưa lắp ạ. Đã bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế, kế. Blab, blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, đúng rồi bà hàng đấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Có hôm anh nhìn cái gì nhỉ? Cái đầu kia. Mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy thì 29 tháng đâu. Mấy cuối 29 đầu 2, anh nghĩ một khác, không khác. Của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng mua lâu đúng không? Cùng đấy. 26. Mà bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là. Mày nghĩ là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây rồi gần. Nó còn không mang vừa khóa đến đây luôn. Hả? Nó còn không mang vừa khóa nữa. Không mang đấy, nhà mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. Đi ra đi lại. Xe xe quay mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi bóc mời bóc con này đây nha chứ vào kia chứa mới xe mấy có ngon lại những chứ trời để chứa đây để mát mẻ người ra. Hay vậy nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đắc đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Cái này không có đi nổi. Cái này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Được, sáng xa xôi. Hôm nay mình cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được van gà to. Con gà ấy. Chỗ bà hôm qua mình nghỉ đi. Ờ nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây làm. Còn ra kia ngủ uống nước thì ra đây ngủ uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Như
là em làm gì mà. Cái mẹ với lại ông đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha đã yêu mang. Đây còn phát không? Hả? Rồi. Cô. Đã đọc nhìn nhìn. Còn mở thử nha. Đi đi. Đây mở cô mở xét cái mở nhỏ à. Đây đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại thế đi chứ. Quả quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn nổ lê nó lết ở trong. Trong đây kiểu gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy làm sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp à. Chưa. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế không kế. Blab blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, cũng đời bảo hàng đấy. 25 25 á, con là 27, 28 27. Cái đầu kia mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy thì 29 đồng nhau. Lấy cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. À, của bà là 25 đúng không? Ừ. 26. 26. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng mua lâu không? Cùng đấy. Mà bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là... Mày nghĩ là 25 cao hơn. Con này 28. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây là gần. Nó còn không mang vừa khó đến đây luôn. Không mang đấy nhau mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. Đi ra đi là. Người vậy đấy. Xe. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem đấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bác mời. Bác con này đây nha. Chứ vào kia sữa mới xem mấy con ngon lại nhưng chứ trời. Cái gì? Để sữa đây để mát mẻ người dám.
Hay vậy nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi, nó đang mết như này, để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Bác đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Cái này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Sao xôi. Hôm nay mình cái cốp xe là tô nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. Tô nha. Phải bỏ được vài gà to. Con gà ấy. Ừ, nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Để như là em làm thì mà. Thế mà em mới lại ông người này. Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha nợ yêu mang. Đây còn phát à? Hả? Rồi. Tô. Đã đọc nhìn. Còn mở thử nha. Đi. Đây mở cô mở xét cái mở nhỏ à. Đây đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại thế đi chứ. Quay á. Tối qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê ra đất trong này. Trong đây thì cái gì? Cái sao vậy? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp à. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế. Blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, cũng đời bà hàng mấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Mà giống xe bà Hằng ấy, con này giống xe bà Hằng. Ừ.
thấp thấp. Thì từ đời nãy thì 29 đồng đâu? Ngày cuối 29 đồng 2, 29 đồng khác, không khác. Cô bảo của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng mua lâu rồi. Mà bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là. Mày nghĩ là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho thợ khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây gần. Hả? Không mang đấy, nhà mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. Nghe vậy đấy. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bóc cái này đây nha. Chứ vào kia chứa mấy xe mấy có ngon lại không chứ trời. Để chứa đây để mát mẻ người dân. Hay vậy nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mết chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đắc đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này không có đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Sán sao xôi. Ủa là mình cái cốp xe là tô nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được ván gà to. Con gà. Chỗ mà hôm qua mà ý đi. Ờ nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Là như là em làm thì mà. Thế mà em với lại ông người. Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha nợ kêu mang. Đây còn phát không? Hả? Lộ ạ? Ô, đã đọc nhìn. Mở thử nè. Đi đi. Đây mở cơ mà xét cái mở nhỏ ạ. À. Đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hải phết đi chứ. Quay quay. Ô
đêm qua không chịu che là bắn đỏ lê ra đó cả trong này. Trong đây kiểu gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy, bắt đầu là đã có yếm, có sóc, ôi, bánh nha. Quên mẹ nó rồi. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào nó phanh đây. À, có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp à. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế. Blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, người bà hàng mấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Có hôn em gì cái gì nhỉ? Cái đầu kia. Mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp. Thì từ giờ nãy thì 29 không đâu. Ngày cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, không khác. Bọn của các bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng mua lâu rồi. Mà bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây gần. Hả? Không mang đấy, nhà mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. Người vậy đấy. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bóc này thôi nha. Chứ vào kia chứa mấy xe mấy có ngon lại không chứ trời. Cái gì? Để chứa đây để mát mẻ người ra. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Chắc đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Cái này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Để sáng pha xôi. Hôm nay mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được vài gà to. Con gà. Chỗ mà hôm qua mà gì đây. Ờ nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài thế nào. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Hình như là em làm thì mà. Các mẹ mới lại ông người.
Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha nợ yêu mang. Đây còn phát không? Hả? Đâu ạ? Đó là nhìn nhìn. Đó mở thủy nha. Đi đi. Đây mở tôi mở xét tôi mở nhỏ à. Đây đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại phết đi chứ. Quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê ra đó cả trong. Trong đây kìa cái gì? Cái sao vậy? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, có bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết thì chưa lắp à. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế kế. Blast blast. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, cũng đời bà hàng đấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Cái đầu kia mà giống xe bà hàng ấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy thì 29 không đâu. Ngày cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. À, của bà của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng có lâu không? Cùng đấy. Mà bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là... Ngoài thì là 25 cao hơn. Con này 28. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây là gần. Không mang đấy, nhà mình đồ nối dây điện và mình chạy gì. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bóc mời. Bóc con này đây nha. Chứ vào kia chứa mới xem mấy con ngon lành không chứ trời. Cái gì? Để chứa đây để mát mẻ người ra. Ừ. Hay mẻ nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi, nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Bác đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này không có gì đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ.
sáng xa xôi. Hôm nay mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được vài gà to. Con gà ấy. Chỗ mà hôm qua mình đi đi. Nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng là phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây làm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Là như là em làm thì bạn. Thế mà em mới lại ông người. Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha đã yêu mang. Đây còn phát được không? Hả? Rồi à? Ô, đã đọc nhìn. Đó mở thử ra. Đi đi. Đây mở tôi một hồ xét tôi mở nhỏ à. Đây đây mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại phết đi chứ. Quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê ra đó cả trong. Trong đây kiểu gì? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh thôi. Chạy chỗ nào nó phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết thì chưa lắp ạ. À, bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế ok, kế okay. Blab blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, cũng đời bà hàng đấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Cái đầu kia mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy thì 29 đúng không? Ngày cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. À, của bà là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng mua lâu rồi. Cùng đấy. Và bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là mà
Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây gần. Còn không mang chìa khóa đến đây nữa. Hả? Còn không mang chìa khóa nữa. Không mang đấy, nhau mình đô nối dây điện mà mình chạy gì. Đi ra đi là. Thế xe quay mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy, nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Giáp mời bác con này đây nha, chứ vào kia chứa mấy xe máy có ngon lại không chứ trời. Để chứa đây để mát mẻ nha giáp. Hay vậy nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Chắc đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này không có gì đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Được, sáng xa xôi. Ủa là mình cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nè. To nha. Phải bỏ được vài gà to. Con gà. Chỗ bà hôm qua mà gì đi. Ờ nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Hình như là em làm gì mà. Thế mà em mới lại ông người. Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha nợ kêu mang. Đây còn phát được không? Hả? Rồi à? Ô, đã đọc nhìn. Mở mở thử nha. Đi đi. Đây là mở tôi mà hôn xét tôi mở nhỏ à. Đây là mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại phết đi chứ. Quả quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che lại bắn đỏ lê ra đất cả trong. Trong đây kìa cái gì? Cái gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, có bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi.
nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào nó phanh đây. À, có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái. Công tắc đề biết chưa lắp ạ. À, bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó nó chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế, kế. Blab, blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, cũng đời bà hàng đấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Có hôm anh nhìn cái gì nhỉ? Cái đầu kia. Mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy này 29 đồng nhau. Ngày cuối 29 đồng 2, 29 đồng khác, con khác. À, của bà và của bạn là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng mua lâu rồi. Cùng đấy. Bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là. Mày là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho thợ khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây là gần. Hả? Không mang đấy, nhà mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. Xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bác mời. Bác con này đây à. Chứ vào kia chứa đi xe máy có ngon lại không chứ trời. Cái gì? Để chứa đây để mát mẻ nha giá. Hay vậy nè. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Bác đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này không có gì đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. San xa xôi. Ủa mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được vài gà to. Con gà. Chỗ bà hôm qua mà gì đấy. Không, nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Hình như là em làm thì bạn. Thế mà em với lại ông người này. Đây có được cái bóng cây này rất là mát.
thường không có rồi nguyên căng tính cái thằng đi bắt căng tính bắt trận chắc rồi à, cứ bắt chắc là được cẩn thận tụt vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Yêu mang đây còn phát không? Hả? Nhiều quá. Tô đã đọc nhìn và mở thử nha. Đi đi. Đây mở cô mở xét cái mở nhỏ ạ. À. Đây mở ngay đây ngày ngay đây ngày đằng hai phết đi chứ. Quay. Quả quay á. Đêm qua không kịp che là bắn nổ lê nó lết cả trong trong đây việc gì thấy sao gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm có sóc có bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi nhưng mà không có phanh cơ. Nào, à, có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được công tắc đề biết thì chưa lắp à. À, bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế, kế. Blab, blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, cũng đời bà hàng đấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Cái đầu mà giống xe bà hàng ấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy này 29 đâu. Mấy cứ 29 đầu 2 anh cứ đầu khác, con khác. À của bà là 25 đúng không? Ừ. 26. 26. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng có lâu không? Cùng đấy. Mà bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho thở khách còn lấy nào. Ơ ừ, thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây là gần. Không mang đấy nhau mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì ra đi là người vậy đấy xe xe quay. Mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu chứ. Lâu nó có già rồi. Giáp. Mời. Có con này đây à. Chứ vào kia chứ mới xem mấy con ngon lại nhóm chứ trời. Cái gì? Để chứ ở đây để mát mẻ người ra. Ừ. Hay vậy mà. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đáp đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này không có gì đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Sán xa xôi. Ôi đây mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được vài gà to. Ôi
xuống chỗ bà Hàm nhé, gió Hàm rồi trời này mà. Con gà ngồi là phải ngồi lùn ra. Chỗ bà hôm qua mình ký đi. Ờ, nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Như là em làm thì bạn thế mẹ với lại ông người đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha đã yêu mang. Đây còn phát không? Hả? Lâu quá. Ô, đã đọc nhìn nhìn. Còn mở thử nè. Đi đi. Đây mở cô mở xét cái mở nhỏ ạ. Cái này mở nghe đây nghe. Nghe đây nghe đằng hại phết đi chứ. Quả quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê nó lết cả trong. Trong đây kiểu cái gì? Cái thằng. Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, có bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp à. Đã bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế kế. Blab blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, cũng đời bà hàng đấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Cái đầu kia mà giống xe bà hàng ấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy thì 29 tháng câu. Ngày cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. À, của bà và của bạn là như 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng mua lâu đúng không? Cùng đấy. Bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là... Mày nghĩ là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây là gần. Nó còn
không mang chìa khóa đến đây nữa. Hả? Không mang chìa khóa nữa. Không mang đấy, nhà mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. À, đi ra đi là. Thế, xe quay mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bác này đây à, chứ vào kia chứa mấy xe máy có ngon lại những chứ trời. Để chứa đây để mát mẻ người ra. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mến chỗ này để cho nó ở nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đáp đuổi nó đi rồi mà nó không đi nổi. Không đi nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Mỗi cắn. Được sáng xa xôi. Hôm nay mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được van gà to. Con gà. Chỗ bà hôm qua mình nghỉ đi. Ờ nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Như là em làm thì bạn. Thế mà em mới lại ông người đây có được cái bóng cây này rất là mát. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng. Anh cha đã yêu mang. Đây còn phát không? Hả? Rồi. Tô. Đã đọc nhìn. Còn mở thủy nha. Đi đi. Đây mở tôi mở xét tôi mở nhỏ à. Đây đây mở nghe đây nghe. Nghe đây nghe đằng hại thế đi chứ. Quả quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê nó đất ở trong. Trong đây tiếng gì? Cái sao vậy? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, có bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào mà phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái công tắc đề biết chưa lắp ạ. À, bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế
Blat blat. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, đúng rồi, bà hàng mấy? 25 á, con này 27, 28 à, 27. Cái đầu mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp thấp. Thì từ đời nãy thì 29 đồng đâu. Mấy cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. Của bà là 25 đúng không? Ừ. 26. Đại bà hàng, tại vì mình thấy là bà hàng mua lâu không? Mà bà hàng mua lại nên là nó cũng sẽ là 25 cao hơn. Lắp nhanh cái tay lên để cho khách còn lấy nào. Ơ thôi là gần. Có dấu vân tay ở đây gần. Nó còn không mang chìa khóa đến đây nữa. Hả? Nó còn không mang chìa khóa nữa. Không mang đấy, nhà mình đâu nối dây điện mà mình chạy gì. Đi ra đi là. Xe xe quay mà tự nhiên dính sơn vào cái tem ấy, nhìn nó buồn cười nha. Lâu nó có già rồi. Bóc cái này đây nha, chứ vào kia chứa mấy xe mấy có ngon lại những thứ trời. Để chứa đây để mát mẻ nha. Ừ. Hay vậy mà. Nó đùa mình đuổi nó không đi. Đuổi không đi. Rồi nó đang mết chỗ này để cho nó ở. Ôi, nó làm. Cô đuổi nó đi rồi. Ôi. Đắc đuổi nó đi rồi mà nó không. Ôi. Đi nổi. Không đi nổi. Con này không có gì nổi. Con này nó không đi nổi được chứ. Hiểu không? Mỗi trắng. Được sáng xa xôi. Ôi là mà cái cốp xe là to nha. Hôm nay mới lật được cái cốp xe của Future lên nha. To nha. Phải bỏ được van gà to. Con gà. Chỗ bà hôm qua mà ý đi. Không, nhưng mà ý là ra đấy thì tôi lại mất mạng. Nằm ở ngoài đây thì mà đã yếu mạng ấy. Mạng phải yếu thật ấy. Làm gì? Thì đang nói là ví dụ mà ra ngoài đây nằm. Còn ra kia ngồi uống nước thì ra đây ngồi uống nước mát. Thoáng. Đây có ai gạch này, gạch của bạn Thắng là tôi à? À bạn Thắng. Là như là em làm thì bạn. Các mẹ mới lại ông người này. Đây có được cái bóng cây này rất là mát. Thường,
cứ bắt cắt ra đây. Cẩn thận tụt. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng? Anh cha nợ kêu mang. Đây còn phát à? Hả? Rồi à? Cô đã đọc nhìn cho mở thử nha. Đi đi. Đây là mở cô mở xét cái mở nhỏ à. Đây là mở ngay đây ngày. Ngay đây ngày đằng hại phết đi chứ. Quả quay á. Hôm qua đêm qua không kịp che là bắn đỏ lê nó lết cả trong này. Trong đây kiếm cái gì? Cái sao vậy? Gần hoàn thiện rồi nha mọi người nhé. Đấy bắt đầu là đã có yếm, có sóc, bánh nha. Bây giờ là chạy được rồi. Nhưng mà không có phanh cơ. Chạy chỗ nào nó phanh đây. À có phanh sau, có phanh sau. Chạy sao được cái này. Công tắc đề biết chưa lắp ạ. Bảo là đối với dây điện lại là chạy được. Đó là chạy được chứ không phải là chạy an toàn đâu. Kế kế. Blab blab. Xe này chỉ bị ảnh hưởng tí vỏ ngoài thôi. Chứ trong vẫn đang khá là ổn. Dòng Vision này là cũng Vision đời cũ rồi. Đúng rồi đấy, đúng rồi bà hàng mấy. 25 á, con này 27, 28. 27. Cái đầu mà giống xe bà hàng đấy, con này giống xe bà hàng. Thấp. Thì từ đời này 29 tháng đâu. Mấy cuối 29 đầu 2, 29 đầu khác, con khác. Cô bạn là 25 đúng không?